ổng ở trại giống ở ổng tôi ở trại tôi mà nay là hành đạo. Dạ. Vì chú còn chú thì quyết định con đường của chú là ra đi đây, rồi cô cũng nói với chú đi cô đi luôn. Hả là sao? Bả xuất gia rồi bả cũng có cho tôi hay. Thì kể như tôi đi trước ban năm giúp bả điện chú về nó cho chú hay. Thì cho hay vậy đó rồi mình ăn đi, bị gì mình đi rồi mình ở cốc ở núi này mình tu. Khi vợ chồng bây giờ là biết con đường nó vậy rồi. Thành ra mạnh ai mới lo chứ cuộc đời mà hạnh phúc mấy thì chết thì cũng bỏ hết trơn vậy thôi. Chỉ nghĩ vậy mới bỏ được. Yeah. Chú nấu hả chú? Bữa nay nấu là bữa nay ông Hai Cường với Sáu Mẹo nấu. Yeah, bữa nay chú Hai với chú Sáu Mẹo nấu. Dạ. Còn chú ở trại nào đâu chú Sáu? Thôi chú Hai, chú. Đâu đâu cái trại của chú đâu? Mời quý vị tham quan cái trại của chú Út ha. Chú Út bề bộn. Không sao mình không mình. Đây. Cái trại chú Út đó. Đây vô vậy rồi vậy đi. Đó. Đó, trại chú Út nè. Đó, nhiều lắm. À có một cái giường ha. Không có giường. Không có giường luôn. Vậy là rồi đó. Giờ còn xuống cái nha. Đừng quay bên trong bề bộn lắm nha. Đâu sao đâu chú cởi đi. Mình tu mà. Đây là một cái trại của chú Út. Đây trại chú Út nha. Cái này chú làm bằng tre không hả chú? Làm bằng tre không ạ. Tre với tầm vong. Tre với tầm vong. Cái này chủ yếu là kính mưa kính nắng thôi. Mưa nắng mình nở là mình lo mình tu niệm. Tu niệm chứ không có phải là ở được cho có nhà đẹp cao sang. Ở đang lo tu. Tôi thấy đa phần ở đây toàn là nhà tre nhiều hả chú? À, tre với tầm vong. Tre tầm vong là mình mua hả là mình có sẵn hay cây? Có sẵn mình chặt mình để luôn. Ở đây để như tầm vong với tre là mình không có đóng tiền. Dạ, ở đây mấy chú sống rất là an nhàn. Chỉ đóng tiền điện với tiền chút đỉnh lặt vặt. Tiền điện với mình xài bếp ga lâu lâu một cái mình đổi một lần. Dạ. Nói chung là sống ở đây là mình sống theo cảnh kia mà lạc đạo an bằng. Dạ, lạc đạo an bằng. Thì con thấy ở đây thường cắt cái chạy là có nhiêu tiền hả chú? Cắt cái chạy theo mình tính khoảng tiền 2 triệu ngoài. 2 triệu ngoài, 3 triệu gì thôi ha. 3 triệu trở lại. Dạ, còn như tre thì mình đốn ở tại nhà, tại vườn hết rồi. Chỉ có thiết với gia trì, gia đình này kia chút đỉnh. Thiết với dán. Dán ha, còn dán nữa ha. Dán là mình mua. Dán mình mua. Đốn hai chú đó. Dạ. Ở đây thì anh em lên ở cũng thấy đông hả chú? Đông. Còn trại này mình ở đông không chú? Trại này bây giờ, hiện tại bây giờ là mình ở thiệt khó là ba người nhưng mà lẻo đẻo thì cũng như 4-5 người kia khách ta lên đó. Dạ. Nên là dai đó chứ. Chú thì cái trại riêng đây rồi. Tôi đây, Sáu Mẹo đây, Hai Cường chảnh. Con thấy cái trại của chú bài nga bài cao chắc cũng cỡ 2 mét gì vậy? Bài cao 2 mét trở lại. 2 mét gì hầm không chú? Thấy đi muốn đụng đầu. Hầm chứ con cởi thì ban ngày thì mình lại mới sao mình đi vòng vòng ở bóng cây. Ban đêm thì mình về đấy. Ban đêm thì vô đây thì nó ấm. Ở đây dắt ban ngày tôi lại sao mà. Dạ. Chú xe chú Út này thì chú có một cái công hạnh rất là đặc biệt nha quý vị. Chú cũng có gia đình có 2 con hả chú? 2 đứa con. Hai đứa con. Nhưng mà 2 đứa con gái hả chú? 2 đứa con gái. 2 đứa con gái. Mà đặc biệt nhất là 2 đứa con gái, một đứa thì một chị thì có gia đình. Rồi một chị kia thì với bà xã của chú đã đi xuất gia. Rồi chú cũng xuất gia luôn. Chú lên hòn này nương náu cỡ mấy năm mà chú Út? Tôi thôi đi giờ 3 năm. Mấy năm chú? 3 năm. 3 năm, chú lên đây đã 3 năm là ly khai với gia đình luôn. Lâu lâu thì lâu lâu có đám tiệc mới về. Có đám tiệc với ông bà này đám kia cũng kiếm gì đó. Mới về thôi. Rồi bà cô đi cũng bà đi luôn, bà không có về. Bà không về luôn. Thôi tôi về đám tiệc chứ bà không có về. Bị bà xuất gia. Dạ xuất gia là với đứa con gái. Xuất gia như gì đấy. Dạ không có về với tôi thì về được không có về. Dạ, chú thì không có gì, chú thì về tới lui chút đỉnh. Thì đám tiệc ông bà là về. Dạ chú thì về tới lui chút đỉnh. Dạ. Còn cô thì không về luôn. Bị bình thường xuất gia nó ít về hơn cái người. Vậy là chú xuất gia bao nhiêu năm rồi chú? Bả xuất gia 2 năm rồi. Cô cũng xuất gia 2 năm, cũng lượt với chú luôn. Tôi 3 năm.
Là ai đi trước, ai đi sau chú? Chú đi trước. Tôi đi trước 3 năm. Sao con thấy chú còn trẻ mà sao nghĩ sao mà đi xuất gia đi? Trẻ, lúc tôi đi là 60 tuổi rồi còn. Ủa vậy hả? Là giờ chú 62? 63 rồi. 63. Ôi chú trẻ quá. Lúc ra đi là 60. 60 hết đời người rồi đi đó, họ trẻ rồi đó. Họ trẻ rồi đó. 60 năm cuộc đời hả chú? 60 năm cuộc đời. Dạ. Chú đi thì thấy cái đó là mình đi xuất gia vậy là nó còn hơi trẻ. Hơi trẻ rồi đó. Đúng rồi là mình đi trễ hơn tay lắm. Ta phải đi sớm hơn. Phải sớm hơn, bởi vì một đời người rồi mình làm ăn hết đời người rồi mình mới đi thì cái đó cái việc đó là mình trễ hơn tay lắm rồi đó. Dạ. Nhưng mà chú đi rồi cô có bệnh gịnh chú gì không? Thì nói chung là việc làm ăn thì ví dụ mà hai vợ chồng đồng lòng ở nhà làm ăn thì đâu có đi, thì người đi trước người sau. Chú đi thì bà cũng lẻ loi mình nên mới làm thì bà chịu không nổi. Buôn bán tập quá mà. Tôi đi trước 3 năm. Dạ. Rồi chú thấy còn hai đứa con sao chú dám buông hết mà chú đi? Không. Nhỏ con gái nhỏ thì nó theo bà xuất gia tôi với bà. Còn gái lớn, nhỏ con gái của tôi thì nhỏ con gái lớn thì nó học thành tài, nó dạy tiếng Nhật. Nó dạy tiếng Nhật. Nó giờ tôi được hai đứa cháu ngoại. Cháu ngoại lớn năm nay học cấp 6 rồi. Cháu ngoại nhỏ thì học cấp 3. Đứa con gái đứa trai. Còn gái tôi thì giao cho nó cái nhà nó buôn bán tập quá. Bây giờ nó bán không nổi, giờ nó cho người ta mướn lại nó đặng nó bán, còn nó đi dạy tiếng Nhật ha, tiếp tục đi dạy tiếng Nhật. Như là cuộc sống chú nó cũng ổn định, con cái nó ổn định hết rồi. Thì nói chung cái kinh tế con mình nó cũng ổn rồi. Chú tìm đường mình gọi là tẩu đào mình, ai biết đường thì sớm tẩu đào hả chú? Sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhà mình nổi. Đúng rồi, hết đời người vậy mình lo tận tụy, lo cho con, lo cho vợ, lo cho gia đình. Bây giờ sau này cuộc đời của quãng đời sau này là còn chút đỉnh sau này mình lo cho mình thì nói vậy đó. Bây giờ cuộc đời ông tu ông đất, bà tu bà đất, thành ra bây giờ mạnh ai nấy tìm đường để mà nó tu hành. Cuộc đời vô thường, nó đâu có chờ đợi mình ha. Thời gian nó lẻ lắm, thành ra bây giờ nói chung ai biết tu thì cũng đỡ, chứ thời gian đó nó tốc hành đây quay rồi mình ai cũng phải bỏ xác chứ. Đâu đem được gì đâu hết chú, nhắm mắt thì cũng nắm hai tay thôi. Mà thời bây giờ tôi nói với cô, đi ra đi lúc 60 tuổi rồi, đôi khi mình suy nghĩ là cũng may mắn đó. Vì gì đó đời hạng quân hay chết tuổi sanh đó. Thành ra mình 60 tuổi mà còn sống được là may mắn đó. Thành ra mình đi tu mà còn đôi khi không biết kịp hay không đó. Thành ra tôi nói với cô như tôi là tôi đi trễ hơn ta rồi đó. Bây giờ chú thì ngày thì vui thú với núi non, chiều lại niệm A Di Đà Phật. Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Sống cuộc sống ở đây rất là thanh nhàn. Mình không còn ở dưới thế, không còn lo nữa. Trên đây chỉ có gần núi. Xung quanh ở đây mình không có nhà thế gian ở đây, không có gần đây hết chú. Mấy nhà dân ở đây không có gần. Thì đó thì cô thấy đi xuống dưới chỗ mình để xe đó. Thì nó cũng cách hơi xa rồi, ở đây nó yên tĩnh. Nó là yên tĩnh, nghe tiếng ve nè, ve quá kêu rồi. Tôi hai cường ở đây thì chạy giống ổng tôi, chạy tôi mà anh ấy lo hành đạo. Dạ vì chú còn chú thì quyết định con đường của chú là ra đi đây, rồi cô cũng nói với chú đi, cô đi luôn hả? Là sao bả xuất gia rồi bả cũng có cho tôi hay thì kể như tôi đi trước 3 năm giúp bạn điện chú về nó cho chú hay thì cho hay vậy đó. Rồi mạnh ăn đi, bởi vì mình đi rồi mình ở cốc ở núi này mình tu thì vợ chồng bây giờ là biết con đường nó vậy rồi. Thành ra mạnh ai nấy lo chứ cuộc đời mà hạnh phúc mấy thì chết thì cũng bỏ hết trơn, suy nghĩ vậy mới bỏ được. Mà ngỡ ngàng gì không? Không, bà xã tôi bá ra rồi bá cho tôi hay, bá nói thời gian không phải tao biểu có gia đình thì về, cũng như nếu mà chồng xuất gia thì về, vợ phải ký tên đồng ý gì đó. Dạ. Rồi bà cho tôi hay, rồi tôi nói là chừng nào về thì tôi ký vô giấy đó, là ngoài người ta đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đàng hoàng. Người ta mới cho mình đi xuất gia. Cho ở hợp đệ đó. Vậy cô xuất gia. Thì vậy thì bà ấy là tôi về cũng ký tên vô. Vậy. Dạ. Ừ. Giờ cô xuất gia ở đâu chú? Bà xã xuất gia ở ngoài chùa Thường Chiếu. Cái thì... bên nữ bên ni là Linh Chiếu. Kế bên Thường Chiếu đó. Thường Chiếu thì tăng. Cô cũng lớn tuổi như chú không? À, xã tôi nhỏ hơn tuổi. Dạ, rồi đứa con gái cũng đi luôn. Gái đi luôn.
Gái này cũng 33 34 tuổi rồi, nhỏ nhỏ đó. Dạ, ba mấy tuổi nha. Gái lớn thì 40 bốn mấy, 41 luôn. Gái dạ. Gái lớn 41 tuổi. 41 rồi, em gái nhỏ sau này thì có 34 tuổi thôi. Ba 33 34 tuổi gì rồi. 34. Ừ. Em cũng đi xuất gia luôn. Xuất gia nhỏ xuất gia đó. Chung với đi cô luôn. Hai mẹ con liên lạc. Ôi quý quá. Ừ. Dạ. Gia đình tổng cộng là 4 người. 4 người. Mà xuất gia hết 3 người. Đi vậy còn lại một người chị nữa. Gái lớn bây giờ gái còn, lớn nó quản lý hai cái nhà đó. Vậy còn nặng nghiệp thế gian. Dạ. Gái lớn thì nó bị gì đó giờ nó học hành học tới nơi tới chỗ rồi đó. Thành ra nó bây giờ nó dạy tiếng Nhật, chuyên về tiếng Nhật á. Người chú đi lên đây xuất gia chung với chú Sáu Mẹo. Thì hồi đó con mới đi thì tôi ở bên núi Cấm á, bên Latina. À, chú ở bên núi Cấm. Ờ, lần đầu tiên tôi lên ở đó đó. Dạ. Tôi ở đó mấy tháng tôi mới qua đây ở với chú Sáu bên đây nè. Vậy là chú xuất gia, chú đi, trước khi chú đi thì lên ở núi Latina. Latina. Ở Latina vài tháng. Ở mấy tháng bởi vì quan biết bển đó. Quan biết bển rồi chú mới trở về đây. Bộ đồ mai chị Tư má Hằng, cô Tư cô Hằng mai cho tôi nè. Mai cho chú, bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Đồ này thì cũng là các cô Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú. Hỗ trợ. Hỗ trợ rồi chú may được bộ đồ như thế này. Mặc rất là đẹp. Rồi chú đi, chú có đem gì theo không? Lúc mà đi xuất gia chú có đem gì theo không? Mình, ví dụ mình đi, mình mang theo một ba cái mùng thiền để mình ngồi đó. Mùng ngồi niệm Phật. Mùng ngồi niệm Phật đó, mình lo, ví dụ đi tới vùng nào mà mình có đó, đặng mình tránh mấy mũi đó. Dạ. Vô đó mình ngồi niệm Phật. Như là chú khi mà bỏ gia đình đi chỉ có đem thêm một cái mùng. Đem mùng với quần áo mình bận thôi. Mùng quần áo mình bận thôi. Chứ đâu đem gì nữa. Bỏ hết. Không đem gì. Không đem gì được hết. Dạ. Tinh thần chú cũng rất là cao. Khi quyết định ra đi là bỏ hết. Dạ. Thì lên đây thì chú cắt cái chạy nè. Cái chạy rất là nhỏ. Đúng đúng là cái chạy của người tu. Không có mong cầu gì quá. Chỉ có dọn dẹn hình như có 2 thước vuông hết vậy. Có khoảng chừng 2 thước mấy vậy. Ăn nghèo chứ ở nhiêu hả chú? Dạ. Chỉ có chỗ để mình nương, để mình niệm Phật, mình lo tu, đặng mà bỏ xác thôi. Dạ. Chứ mình cắt mà cao gáo mà thôi mà tốt quá thì mình sẽ lưu luyến cái chạy nữa. Dạ. Mình không có giải thoát được. Bây giờ cuộc đời mình còn sống là quan trọng, mà lúc mình chuẩn bị lúc lâm chung đó. Chứ không có gì lạ. Ha. Dạ, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Thì chú lên đây chú niệm Phật một ngày mấy thời, chú cúng mấy ngày mấy thời chú? Tôi thì quy định của tôi bây giờ tối thiểu thì ban ngày từ một lần ngồi với là phải ngồi 2 tiếng, một ngày ngồi 3 lần vậy đó. Một ngày ngồi 3 tiếng, 2 tiếng. Mà ví dụ bữa nay là sáng thường thường chắc khuya tôi ngồi 2 tiếng, chắc trưa tôi ngồi 2 tiếng, cái chiều tối tôi ngồi 2 tiếng. Đó là quy định vậy đó. Còn chắc khuya ví dụ mình giờ nào thì mình thích vậy mình ngồi niệm Phật giờ đó. Có nghĩa là mình ngồi thì ngồi xuyên suốt là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đúng 2 tiếng mới xả. Dạ, còn đi đứng nằm ngồi thì lúc mình nào ngồi, cũng mình nhớ Phật chủ nè. Dạ, có gia chủ. Có gia chủ cứ để vậy lần nhớ niệm Phật nè. Dạ, có gia chủ thì niệm Phật suốt. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi thì suốt suốt lúc nào cũng nhớ Phật. Còn chỉ xuyên suốt ngồi đặng mà gọi là ngồi thiền ngồi niệm Phật á. 3 lần. Nằm ngồi 3 lần. Lần 2 tiếng. 2 tiếng. Ủa 2 tiếng là chú không tê giò luôn. Không, tôi ngồi 2 tiếng hồi kiết già nha, chú ngồi bán già. Kiết già luôn là chéo hai cái giò lên. Ngồi kiết già ngày 3 lần. Có gục không chú? Có ngủ gục không? Không. Tôi đó giờ tôi ngồi đặc biệt là tôi không có hôn trầm. Không có hôn trầm. Không. Là thường thường ở nhà chú có niệm được gì không hả, là khi chú đi bên đây ở nhà bắt tập quá mà nói với cái cô hồi lần ở nhà bắt tập quá cái cúng gì thì cúng nó không đủ thời nữa đó nghe. Dạ, tại vì mình vừa cúng ta kêu mua rồi. Ừ. Nó khổ vậy đó nên chú thấy cái đồng tiền nó trói buộc mình vậy đó. Mình ăn thì không có nhiêu mà làm thì nhiều, rồi chết thì buông hai bàn tay trắng. Nên chú cả cuộc đời chú lo cho con vợ rồi, bây giờ dư lại chút đỉnh lại đặng mà chú đi niệm Phật. Nói chung ra không phải nói lo cho con mình thì có, chứ vợ chồng thì cực khổ cũng đâu thua nha. Phải nói là hai chồng lo cho con. Chứ khi mình nói mình lo cho vợ con thì nó không đúng cái danh từ. Nha, hai vợ chồng đều mà hai vợ chồng đồng lòng để lo cho con. Dạ. Giờ này lớn tuổi rồi thì gắn lo tu, mạnh ai lo tu. Còn cái sức sống cuối cùng sau này để mình lo cho mình để mà về Phật.
nhớ niệm Phật thôi. Niệm Phật. Dạ. Cô biết để tôi nói luôn rằng thiếu bà con có kinh nghiệm. Dạ. Một ngày tôi quy định tôi lại ngàn lại nha, mỗi một ngày phải lại ba một ngàn lại, ngày nào cũng vậy hết nha. Niệm Phật thì nó ba chữ, hai tiếng đó, thành ra cái quy định của mình vậy đó, vừa thể dục mà vừa lại niệm Phật á, thành ra cơ thể mình nó mới được khỏe mạnh, nó mới siêng năng chứ nó không làm biến. Chứ nếu mà mình tu mà mình giải đãi là biến dữ lắm ha. Cố gắng ngày nào cũng phải lại một ngàn lại, bữa nào tôi quy định mạnh khỏe gì cũng lại ngàn lại, khỏe khỏe hơi yếu gì cũng lại ngàn lại cho đủ. Dạ. Rồi ăn mình ăn cơm sao chú? Ăn thì thường thường tôi ăn sáng thì khi tôi ăn cháo ha, hoặc có cơm nguội, ta cơm nguội dắt trưa khoảng 11 giờ mấy 12 giờ ăn rồi là xong, dắt từ đó tới chiều không ăn nữa. Dắt chiều thì uống ngũ cốc ha. Như là chú ăn con cử hả? Ăn lần một hả? Như là dắt trưa mình ăn cơm với trưa thôi. Ăn vậy giờ là xong rồi. Dạ. Ăn mình ăn con thấy chú ăn hình như con kén hay gì ạ? Con ăn buổi sáng giờ nói chung là mình ăn thứ này kia đó. Dạ. Chứ phải thứ ăn cơm không nhiều. Chiều là không có ăn nữa. Sao không ăn nữa chú? Không ăn đó bụng sao? Tại về lên này hồi lên nãy về tôi vậy đó. Tôi xó mẹo với hai trường là vậy không? Ba mấy, người mấy chú tu ở trên đây là vậy vậy không có ba người vậy đó. Dạ, mà dắt chiều mình dễ niệm Phật hay sao? Niệm Phật no quá rồi bị hôn trầm. À vậy hả? Rồi mình có đói không chú? Không. Không đói. Đặc biệt là mình không đói. Cái đói thì mình quậy chút đỉnh sữa ăn ngũ cốc mình uống thêm nữa. Chút đỉnh thôi. Dạ. Chứ không được ăn no quá. Không, no không quá là niệm Phật không được. No quá niệm Phật không chặt. Dạ. Dạ. Thì quý vị nào mình có vô niệm Phật thì dắt chiều mình hạn chế ăn. Nên mình ngồi nó niệm Phật nó không có hôn trầm. Nếu mình ăn mà mình ăn chiều no quá mình ngồi đó, mình không có đi đứng đó cái nó dễ đau bao tử nữa. Dạ. Thành ra cô thấy tôi không biết cô không hiểu sao mà tôi khỏe mạnh như vậy là lý do tôi kể cho quen nghe đó. Bị tôi vận động ngày nào tôi cũng lại nhàn lại. Mình lại là lại ngồi hay là đứng, đứng đứng lên ngồi xuống? Đứng lên ngồi xuống. Dạ, đứng lên ngồi xuống giống như tập thể dục. À. Mình lại nhàn lại là mình lại trong buổi sáng không hay là ba thời lại, hết? Sáng 600 lại, chiều 400 lại. Mình lại thì mình có đọc gì không chú hay niệm Phật? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi mình lại xong rồi mình đếm hay là mình có chuỗi? Tôi có ghi âm. À, ghi âm ha. Ghi âm niệm Phật. Niệm Phật 3 tiếng, niệm Phật 3 tiếng lại đó. À, rồi tới đó nó hết ha. Thì nào có đến hết rồi là mình biết mình đủ 500 lại. À, à. Chú. Mình có máy ghi âm. Có máy ghi âm. Ký số. Chứ mình đâu có đếm được. Dạ, mình lo niệm Phật nhập tâm mà đâu đếm được. À. Vậy là có cái máy mình gọi là máy ký số. À, rồi. Số niệm Phật. Tôi niệm Phật là tôi tự biên tự diễn vậy thôi. Tôi niệm Phật là đúng vậy thôi, rồi đúng từ nào mà 500 thì nó ngưng, nó không niệm nữa. Ở trên đây quan vắng gì rồi chú ngồi niệm Phật chú có sợ ma không chú? Tôi nói thiệt cô hồi nhỏ không biết á thì ra ma, bây giờ cô thả tôi ở trong cửa địa tôi cô không sợ cái lại đây nhầm gì. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi nói thiệt luôn á, bây giờ thả tôi trong cửa địa tôi ở trong á tôi cô không sợ, nó tỉnh ở đây. Chú nghĩ sao mà chú không sợ? Cô ơi cái gì hồi nhỏ mình không biết, mình không hiểu á, rồi mình sợ ma này kia mà giờ mình hiểu rồi, cái vô thường chết người chết thì cũng giống như mình thôi ha, cái hình hồn xuất ra ha. Mà tôi nói với cô á, cô vẫn niềm tin, cô niệm Phật không có gì lại gần cô được. Dạ. Ha. Nếu mình niệm đâu mình trợ duyên cho mấy người đó luôn. À, thì hàng ngày trợ duyên rồi, hàng ngày mình cúng, mình đại Phật sám hối, rồi chiều cái mình hồi hướng ha, ngồi niệm Phật đại sám hối, gọi là sám hối đó, sám hối ngàn lại đó. Vậy là chiều cái cô hồi hướng, hướng cho những người khuất mặt đó. Dì ha, mình hồi hướng ở đây đi ha chú. Ờ, nói chung hồi hướng hết kêu bằng toàn thế giới ha. Ờ, kêu bằng con xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh mười phương hư không khắp pháp giới ha, mười phương hư không lắm. Ở đây sao con nghe ve nó kêu quá hay chú, ồn quá hay chú. Ờ thì ve nó kêu vậy đó, dắt mẹ cử rồi dắt tối vừa chặn dạng làm cử nữa. Vậy là một ngày chỉ hai cử thôi. Ừ. Chứ nó không phải kêu xuyên suốt. Không. Chị hai chung. Phải xuyên suốt nó vậy đó. Xuyên suốt gì mình ồn quá mình niệm Phật nó hơi khó. Ừ. Mà làm như nó cô nghe tiếng ve nó quen lỗ tai rồi, cô đâu có nghe cái âm thanh gì đâu mà khó. Nghe vậy tiếng ve thì khi nó êm nữa à. Để mình nghe hòa theo nó đó. Dạ. Chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Giống như mình nghe với nó quen rồi, không thấy ồn nữa. Chứ mình nhớ cái niệm Phật nhiều hơn cái mình giống như ở ngoài mình không có loạn nữa. Tâm mình định rồi. Dạ.
Ở đây là chú Hai Cường cũng niệm vậy luôn hả chú? Ông Hai Cường thì ổng không có lại Phật như tôi được, là sức khỏe ổng tôi ổng tuổi, sức khỏe ổng thì kém hơn tôi. Ổng hiện ngồi niệm Phật có thể xuyên suốt hơn tôi nữa. Ủa vậy hai chú ngồi hơn hơn không ngồi hơn xuyên suốt hơn tôi nữa. Chú Hai Cường mà thường thường mình lên clip quay cho các bạn coi hoài đó, quý vị coi hoài đó, là chú Hai Cường ở trong với chú Sá Mẹo nè. Chú chuyên về niệm Phật, mà hầu như là các chú ở đây thường chuyên niệm Phật nhiều hơn. Phải nói là chuyên tu nhiều hơn. Phải chuyên niệm Phật mới được. À, cuộc sống của các chú ở đây thì rất là giản dị, nhà cũng rất là giản dị, ăn uống cũng rất là giản dị luôn. Có ăn chút đỉnh để ăn để sống thôi, chứ không còn mong cầu ăn nữa. Thì ăn vậy đó, thì ăn vậy không? Ăn chút chút vậy hà, chứ không có ăn nhiều. Gạo mà thằng con phát ở trên đây cũng ăn chắc cũng không có hết hay chú. Dạ, thấy chú ăn hình như là có nửa lon gì hả chú? Tôi một ngày ăn nhiêu, tôi ngày cho ăn nửa lon quá cô. Ngày có nửa lon hả? Ngày con nửa lon. Dạ. Nhưng mà thấy chú dáng nhỏ con vậy chứ chú khỏe lắm. 62 tuổi rồi mà chú không có đau hả chú? Từ khi lên đây giờ không đau. Không. Cái như theo mà tôi biết là 11 năm nay rồi, tôi không uống viên thuốc nào, không uống một viên thuốc nào hết. Chú 11 năm nay rồi đó mà chú không uống viên thuốc nào hết, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Mô Đà Phật đây chú lần chuỗi suốt. Chú có gì để mà chia sẻ cho bà con về cái bí quyết niệm Phật nữa không chú? Không, không có gì bí quyết. Thì bây giờ cô nói chung ra mình nói thực tế lắm, không có sai giờ. Là con người của mình, cái thứ nhất là niệm Phật, cái thứ hai nữa là vận động chân nhiều. Tôi vận động nhiều, nói nhiều là gì? Là tôi không làm biếng, tại vì một ngày mà ai mà lại được ngàn lại thì không còn làm biếng. Phải gì không? Còn suy nghĩ cho mình đi. Đâu có còn thời gian đâu, ngồi lại suốt. Cứ lại thì đúng ngày ngàn lại thì không ai ai làm biếng nữa. Yeah. Nhất thường thường nhất sáng thường thường giờ đó là con hơi giải đãi gì cúng chút có chung. À, mình nhất sáng đó, tại mình ngủ giờ đó mình cũng còn quẩy quẩy trong cơ thể mình đó. Dạ dạ. Quẩy. Cái không muốn cúng sớm. À, tôi có biết không, bằng đêm tôi thức giờ tôi ngồi dậy niệm Phật gì đó. Chú Hòa. Dạ. Niệm Phật thì nào mòn mỏi thì bắt đầu mình nhờ tôi ngủ nữa. À, mình ngồi gì nào buồn ngủ mình ngã xuống ngủ nữa vậy đó, mình đâu còn suy nghĩ gì nữa đâu. Có nghĩa là mình ngủ không được thì mình ngồi cái gì mình ngồi niệm Phật. Tôi tất tạ cả mọi người, ai cho người nào mà nó ngủ không được tôi nói làm vậy đi nha. Dạ con nghe chú Sáu nói khi mình ngủ không được thì mình nhất tâm niệm Phật, khi mình gom được cái niệm Phật rồi mình không có mệt mỏi hay chú. Ừ. Nó không có tảng thần. Ừ. Thì cứ vậy đi, cứ làm vậy đi. Dạ, còn à. nếu mà mình ngủ không được mà cứ suy nghĩ hoài sáng thì mình mệt lắm ha. Nó nằm vậy nó cái tinh thần mình nó mất tinh thần đó. Dạ. Cái người niệm Phật thường mà ít suy nghĩ này kia đó, cô giờ thấy cái tinh thần ta mạnh. Dầu ta không ngủ nữa mà cái thần lực ta vẫn sáng suốt. Vẫn khỏe. Không phải như mà người đời mà ta ngủ không được sáng là như thần kinh đó chú. À, quẩy quẩy đó. Bị cái đầu óc nó căng thẳng lên giống như người thần kinh vậy. Là cái câu niệm Phật đó là cái quay lực của Đức Phật. Ừ. Theo chỗ tôi thấy vậy đó, bởi vì đâu có gì mà nói xa vời, nó đơn giản thôi. Gắn ngồi niệm Phật mà cô ngồi niệm Phật mà cô gắn cô ngồi đau đó mà cứ tới chừng cô xả ra là cô thấy cái sự sung sướng lắm chứ không? Trong đó đau thiệt nhưng mà cô buông ra rồi cơ thể cô nó khỏe lắm. Dạ, thấy mình an lạc thấy chú. An lạc cái mình thấy mình vui. Vui vui trong cái an lạc gọi là lạc đạo an bằng. Đâu phải hay gì, ban đầu nó cũng khó chịu lắm, đau đớn lắm. Nhưng mà ngày qua ngày lần lần cái nó quen rồi. Giờ tôi ngồi đâu còn tê nữa. Mới thì mình ngồi ít thôi ha chú. À. Ít thôi. Thì từ mới ngồi 1 tiếng khó lắm à. Ngồi kiết dạ. Dạng tiếng khó lắm. Dạ ha chú. Mà giờ tôi ngồi kiết dạ đủ 2 tiếng luôn. 2 tiếng. À. 2 tiếng thôi ha chứ còn nhiều nữa không nổi. Thêm nữa cũng được nhưng mà bà tại vì ngồi ngày nó quy định. À, ngồi tới ngày 3 buổi. Lần lần coi vậy chứ ngày 3 lần cũng khó lắm nha cô. Dạ. Từ khi chú lên đây tới giờ là vậy luôn. 2-3 năm nay tôi quy định của tôi là tôi cố gắng tôi phải làm vậy đó. Chú gắng siết à, cố gắng viết bằng về Tây Phương à, không có trễ nải được. Dạ. Cho nó làm biến. Chú đã xuất gia rồi, giống như mình xuất gia rồi, bỏ nhà bỏ cửa đi rồi thì phải gắng cố gắng chứ nói chung là nó làm biến lắm nha. Dạ. Nhưng mình bắt nó kiết lần lần rồi nó không còn làm biến nữa chứ không phải là dỗi đâu, tại vì mình ép nó bắt nó kiết lần lần cái nó quen. Nó quen mà tại vì nó cái trong cái thói quen đó mình thấy có thấy cái sự trong đó nó an lạc trong đó đó mình mới mà làm được. Mới hăng được nghe chú, mới ham tu. Nói vậy đó.
giống như mình ép mà mình thấy mình không vui là cũng không được. Còn là mình vui trong cái đạo, vui trong cái niệm Phật thì mình ép vào con đường tốt mà. Dạ. Đâu phải con đường xấu đâu. Nên thấy nó an lạc rồi cái mình ham tu nữa. Ham tu hơn cả lo đời đó. Thành ra giờ không có còn làm biến nữa. Không còn là biến như hồi đó nữa. Dạ. Chú chắc đám tiệc thế gian chứ chú ít có đi lắm hả chú? Ở dưới mấy chị tôi đám bà má tôi, đám dỗ ông nội ngoại đó, bà bốn đám đó là tôi không vắng mặt. Như đám ông bà còn đám ở bạn bè đồng đạo mời thì không đi. Không, hồi đó giờ tôi không có đi, chú không đi luôn, không có đi, cắt hết. Cắt hết đấy. Thì chú thì xuyên suốt ở trên đây thôi chứ không đi ở trên này đó. Thì có đám tiệc mới về dưới. Dạ. Chứ không đám tiệc thì ở này suốt luôn à. Dạ. Rồi mình ở đây thì kinh tế cái gì, cái chi phí của mình, cuộc sống của mình đó thì cũng nhờ đồng đạo thôi chú. Dạ, đồng đạo thì vật chất với đề ăn đủ đỉnh vậy đó. Dạ. Còn tôi về dưới thì con có nhỏ em. Dạ. Con thì nó cũng cho chút đỉnh, có nhỏ em, nhỏ em ruột, nhỏ em tôi thứ 11, nhỏ em thứ 12 á, với có bà chị thứ 5, chị thứ 6, bây giờ còn ba người đó là độc thân hết trơn đó. Yeah. Mỗi lần về dưới là mấy người đó cho tiền thôi, có tiền bỏng thú hoài nó không thiếu nha cô. Yeah. Vậy thì cuộc sống này mình còn thân xác mình phải nhu cầu. Yeah. Như chi phí như ăn uống xăng cộ rồi dưới đường cư một lọt gì ba cái điện nước rồi đó. Yeah. Nên cần phải nhu cầu. Tôi bây giờ có bà chị thứ 5, chị thứ 6, nhỏ em út là ba người đó là không có gia đình đó. Dạ chưa. Gia đình cha mẹ của tôi đó cũng rất hòa hảo. Cha mẹ của tôi thì ăn chay cũng tới ngày qua đời luôn nghe, cha trường nghe. Thì bây giờ gia đình tôi giờ có người chị thứ 5, thứ 6, nhà em út thì đó không có gia đình đó. Mà thờ phượng này kia đám dỗ đó. Thành ra tôi thì trong một năm vậy là có mấy năm dỗ này thì đủ mặt ha. Anh em sum họp lại. Sum họp. Thì bây giờ là tôi sống là bây giờ là về đó đó. Vậy đó. Về cái nhà về tổ. Nhà chỗ ở chỗ ông bà đó, mấy chị tôi đó. Còn bà xã tôi với con gái tôi thì tôi ngoại rồi. Là không về. Còn gái lớn thì nó buôn bán này kia đó rồi, giờ nó không ấy nữa thì nó đi dạy này kia đó, thì lâu rồi điện hỏi thăm này kia chứ thường tôi về mấy chị cũng. Chú lên đây mình ở đây rồi mình ý định là ở đây luôn chưa hay là còn kiếm chỗ nào nữa? Đâu có chỗ nào nữa, bây giờ mình gán mình ở đây đặng mình tu mình kim trao đổi với lại mình ở đây học rồi, học ảnh là học người rồi. Dạ. Tu sáu mẹo với ông Hai Cường. Dạ. Thì bây giờ mạnh anh lên thấy lo tu, ai cũng biết cũng đường đạo hết rồi. Vậy là mỗi người có cái cốc riêng hết rồi. Vậy. Dạ. Giờ đây con xin phép chú con quay cái cốc của chú lại nha, quay tốt con ngoài ngày chứ. Cốc tôi ở chú quay mấy em cô mai quay bên ngoài. Dạ, nhìn nó mới thấy được cái cốc. Mày có đồ dòm đâu ai biết. Mày cái cốc chú là cái miếng này che đây hả chú? Bên bên cái cốc lớn của chú Sáu Mẹo. Thì đâm qua cái mé bên đây. Đâm qua đây chùi xuống. Nhiều khi ta nói cốc ta không hiểu thấy vậy nè. Vậy nó tưởng cái cháy bếp không à. Dạ, tưởng đâu ai biết cái cốc đâu. Vậy đó. Dạ. Tại chú dừng cái này nè, nó phụ xuống nè. Vậy đó cô biết không, nếu mấy là nó ba cái này nó rụng nó bay nó vô nhà. Vô nhà chân ha. Thấy vậy nó dơ. Chưa chú dở này lên con coi cầu thang coi đi được không chú. Được. Dạ. Đó cái cốc của chú vậy nè. Ờ đó nó vậy. Rồi mình ăn uống thì qua bên đây ha chú. Ăn uống thì cũng ít qua lắm, bởi vì tôi có bình thủy, sáng tôi nấu 2 lít nước tôi đổ vô bình thủy, tôi để gạo này kia đó, cái sáng tôi ăn cháo. Cháo ví dụ tôi ăn cơm thì tôi đổ gạo vô cái nồi cơm điện, tôi ở như này không à, ít lên đó. Chứ ít lên trà trên này lên trà trên đó. Dạ. Chứ ở dưới đây không có nhiều đâu, mà lên. Dạ, đi lên mất thời gian nữa. Tôi ăn đơn giản vậy đó. Chú chiên suốt niệm Phật, như con thấy cái chỗ đó chú mở cửa sổ nữa ha. Cái đó thì về chỗ đó là chỗ mình xài nước đó. Xài nước hay chú rửa chén ha. Rửa chén. Dạ. Thấy con bái phục vì cái tinh thần của các chú ở đây quá. Cốc am này kia chỉ cắt đơn giản cái cây, con thấy cây nhỏ không, hay tầm dông, cây tre. Người ta thường cây bạch đằng cũng thấy cũng đơn giản rồi mà chú cây tre, cây tầm dông. Thì bây giờ nói chung cây tre, tầm dông à. Cứ vậy là mình sống đó. Dạ. Không có mong cầu gì nhiều. Nhưng mà nó yếu không chú?
Không. Không hả? Không. Nó cứng lắm ha, che tầm trong mà cứng lắm. Chắn, chắc lắm mà cô. Chỉ ngoại trừ mối mọt ăn thì nó hư thôi chứ. Nhưng mà lâu ha. Cô xài hoài vậy là cô xài mấy chục năm nó cũng chưa hư. Chứ mối mọt không ăn, mấy chục năm nó vẫn cứng như thường. Ủa che nó chắc như hai chú. Nếu còn mối mọt không ăn là xài mấy chục năm nó cũng hư. Dạ, cái che này cái che già hả vậy chú? Che già. Cái che này là che gì cũng chú nói che gì? Che này là che mạnh tông. Mạnh tông hả? Che mạnh tông với che gai. Dạ. À, thường là ở này xài che mạnh tông nhiều. Dạ. À. Con thấy ở đây hình như khỉ nhiều lắm hả chú? Ở hòn đất này bây giờ là theo tôi tính ra ở hòn đất này ba bầy khỉ là. Ba bầy khỉ. Một bầy ở Bô Tre đó ha. Bô Tre. Một bầy ở Bô Tre đó. Bầy dạ. Ở chặng giữa ha. Nó xa Bô Tre đó hả chú? Đó, Bô Tre đó. Dạ. Nó về nó cắn lộn ngoài cái Bô Tre đó. Dạ hả? Sáng bữa nào nó cắn lộn. Dạ. Chí ché đó. Nó tới ba bầy đó. Bầy. Đây một bầy. Cái này là tôi đoán chưa chính xác nha. Dạ. Tôi đi nửa chừng núi tôi gặp một bầy. Nhất là trên đỉnh là nhiều nhất. Trên đỉnh là chỗ chú Sáu Mẹo ở. Chỗ Sáu Mẹo ngang bữa nào nó cũng về. Bữa nào cũng về gần. Nhiều không chú? Một bầy nó nhiều không? Một bầy theo mà bây giờ nó ước lượng mà tính từ dưới 50 con trở lên. Ủa giữ ra nhiều với chú? Không dưới 50 con. Đây khỉ rất là khỉ nhiều. Khỉ với con gì nữa chú? Con khỉ ở đây, con khỉ với con sóc là nhiều nhất. Khỉ sóc. Khỉ sóc. Dạ, con thấy mấy chú cầm xoài chuối đâu ăn được hả chú? Không ăn được đâu. Bây giờ hình như là nó ăn hết trơn rồi, mình đâu còn ăn nữa được. Vậy hả? Ừ. Là nó vừa chín là nó ăn. Tôi nói nhiều khi chưa chín nó ăn rồi. Dạ, là khỉ nó ăn. Khỉ ăn. Khỉ ăn sóc nó ăn. Tại vì một bầy nó tới 50 con mà ba bầy con là... Khỉ, dạ. Tôi nói cô đếm không sẽ đâu. Thấy con rõ ràng rồi nghe, con thấy rõ ràng tôi nói. Ở đây người ta không có đánh bắt nữa hay chú? Ở đây nhà nước nó cấm mà, với lại ở đây người tu nhiều. Mình ra đây bây giờ để thoải mái luôn, không ai dám bắt giết chứ. Bởi vì nó sống nó cũng an toàn nữa. Ừ. Nó cũng thích ở đây nữa. Nó sanh sản dữ lắm. Dạ. Khỉ là khỉ rừng không đấy chú? Khỉ rừng không à. Bởi khỉ này nó không có lớn luôn, nhỏ nhỏ không à. Mình lại gần nó được không chú? Dễ gì lại gần nó. Nó chạy ha. Nó chạy, nó chi nó hung dữ lắm nghe. Nó hung hả chú? Cái đó bị tấn công hình lần đó. Ủa nó làm sao chú? Tôi đi nửa chừng núi. Tôi chạy xuống tôi để máy niệm Phật trong túi nè. Mình đặng mình nương theo đó. Ai dễ nghe tiếng niệm Phật nó chạy theo. Chạy theo nó sau lưng tôi, nó tính nhảy lên nó cắn ha. Nó cắn tôi rồi. Cái sau làm như có người nộ quá, cái tôi quay lại mà khỉ nó khôn nó quay lại là nó chạy ra lại liền. Nhìn hai con nó chạy nó tính thoát lên lưng tôi đặng nó cắn. Mà sao tôi quay lại kịp? Chú quay lại, chú nghe vậy, chú nghe nó đi sạc sạc hay sao? Nghe, cái đó tự linh cảm. Có ai khiến á. Dạ, giống như linh cảm mình ha. Bởi vì cái xả tiếng niệm Phật. Cái nó dọ ngược lại, nó chạy lên, nó nhảy lên cây á. Cái tụi đi tới đâu nó chạy theo đó rồi. Như nè. Nó chạy theo nó dọ hoài. Nó sợ mình tấn công bầy nó. Không có, cái này nó muốn tấn công mình chứ. Không, nó sợ mình tấn công bầy nó nên nó lại nó đuổi mình đi á. Thành ra con khỉ nguy hiểm đó nha con. Dạ, nó nguy hiểm lắm mà, nó cắn chết á. Nó cắn mình chết hay chứ? Chết đó, nó cắn cổ không à. Ghê à. Nó cắn liền cổ không à. Gì hả? Phải cắn chỗ không thường đâu. Giống như nó biết cái nguyệt ha. Ừ. Dạ. Cũng nguy hiểm hay chứ? Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm ha. Nguy hiểm. Mình không đụng phạm tới nó mà, nhưng mà nó cũng sợ mình. Nó bảo vệ đàn nữa. Dạ. Ở đây thì mình ngồi đây mình có thấy nó không chú, hay là mình đi lên trên kia mình mới gặp? Ngồi này, ngồi đây, sáng khi mình thấy nó cắn chéo chéo đó là mình dòm thấy hai ba con đó. Chứ nó không có trên đây hả? Không, đâu dám vô đây. Ở chỗ đó là dữ lắm rồi. Chứ nó không lên mấy cây này ha? Không, đâu dám. Đâu dám vô lên. Tại đây cây mình là có ngừ hả chú? Ở đây nó thấy. Nói gì nào ngay nó cũng tránh xa người ta chứ đâu dám lại gần. Dạ. Rồi giờ thôi, thấy cũng vui hả chú? Dạ. Dạ. Thôi mời quý vị lên mình chuẩn bị phát quà.